Đang yên đang lành, tự nhiên bạn gái mới quen rủ về quê chơi. Mình vốn ngựa ngựa quen rồi nên mình xung bà xíu mình đi luôn. Mà quê của bạn gái mình ở một nơi gì mà khó đi quá. Phải đi 2 chuyến xe, 3 con ghe, rồi loại bộ 4 cây số mới tới nơi. Nhưng được cái mọi người ở đây rất là nhiệt tình. Tại đây mình gặp được một đối thủ, đó là ba của bạn gái mình cũng chung ba khía và cũng hay lấy lè giống mình. Bài đặt hello mình đồ nữa. Mình cũng ngựa ngựa sổ một hơi tiếng ngầm kiểu good morning, how are you, I am fine, thank you. Ông cứng họng luôn, ông đơ người luôn. Mình sổ đại chứ biết mẹ gì đâu. Vì hồi xưa đi học hay chào thầy cô như vậy, cho nên là mới còn nhớ. Ở cái vùng quê hẻo lánh này, mình nghĩ biết còn chữ là đã là khó khăn lắm rồi. Vì vậy mình rất tự tin với cái bằng cấp 2 của mình. Rồi nhà bạn gái cũng mở một buổi tiệc nho nhỏ để đãi mình. Có mời mấy ông, mấy chú, mấy bà, mấy thím trong xóm tới dự. Mà mình thấy toàn là nông dân tay lắm chân bùn không à. Cho nên sẵn dịp mình hay ra dĩa tay tay luôn. Mọi người hỏi mình tên là gì, mình nửa nửa lấy le mà. Mình nói là mình tên tiếng Anh á, của mình là Lionel Messenger. Đó, do hay có đá bành nên biết, chứ có biết mẹ gì đâu. Chắc mọi người cũng không biết gì đâu. Mà mình cũng méo rành rồi, nghe cho nó sang vậy thôi. Đã. Có ông kia hỏi tên của ổng dịch ra tiếng Anh là gì. Ổng nói mọi người hay gọi ổng là Tám Đa đó. Mình nói để con dịch cho. À, Tám đó là tiếng Anh là A đó. Còn Đa thì mình phải viết làm chữ giờ thôi. Tiếng Anh mà không có chữ chữ đờ. Cho nên nó gọi là Aya. Tên của chú là Aya đấy chú. Ổng khoái khoái liền. Mọi người ai cũng cười, kiểu như là vừa được mở mang kiến thức vậy đó. Đã. Thấy vậy cái anh kia kìa, anh mới tới thì nhờ mình dịch giùm ảnh tên tiếng Anh. Anh nói là anh tên là Chính Tơ. Mình nói Chính đó là Nai. Nó cái nàng tên của anh là Nai Tơ đó. Chà, mọi người lại dầm trồ gì độ hiểu biết của mình. Thấy đã gì đâu. Thế vậy cái mình mới cao hứng, mình nói luôn tên của bà bạn gái mình. Mình biết là bác ấy là tên Tò và ổng thứ 10. Cho nên là mình mới nói là tên của bác đó, đúng lý gà đó, là Mười là Tên. Mà Tên Toàn thì nghe nó không có xuân miệng, cho nên là mình đọc lại là Toàn Tên đã bác. Mình thấy bác ấy mình muốn khóc luôn. Mình mới dỗ dài bác ấy nói: bác sử rồi nha, từ nay bác có tên tiếng Anh là Toàn Tên rồi đó. Đã. Mọi người đang vui vẻ dần dần thì cái bà thím kia bước tới nhà mình dịch tên của bà ấy sang tiếng Anh. Mình nói thím thứ mấy và tên gì. Thím nói hồi mới đẻ đó, ba mẹ thím thấy thím giống con trai quá cho nên đặt thím tên là trai luôn. Mình hỏi là thím thứ mấy, thím nói là thím thứ 12 lần. Đó. Mình mới nói là thím là theo trai. Mà nó không có, hồi xưa là thím cưới đàng hoàng đó mày, theo trai đâu theo trai. Mình nói à không có, tên của anh tiếng Anh của thím đó là theo trai. Đó. Mình nói ủa tình ngộ vậy hả mày, mình nói dạ tên nó lạ vậy là thím. Mọi người khoái chí, cười rần rần luôn. Rồi cái đến lúc tàn tiệc á, ba của bạn gái mình mới kêu mình lại hỏi. Thật ra nó nãy giờ đó, bác thấy con cao hứng quá cho nên là bác không có tiện hỏi. Còn thấy bác có quen quen không? Mình nói đúng là có hơi quen đó nha. Nhưng con gặp bác ở đâu rồi đó mà con không nhớ. Bác nói bác thì bác rất là nhớ con, không thể nào bác quên được. Bác nhận ra con ngay lúc đầu rồi, nên bác mới hello con đó. Bác là hiệu trưởng của trường cấp 2 ngày xưa đó. Bác dạy cho con một tiếng Anh là con nhớ không? Hồi xưa đó con học dốt nhất là một tiếng Anh đó cơ. Cho nên là học hết cấp 2
con nghĩ rồi lúc đó thầy cứ nghĩ hưu về quê sống luôn nè con. Lúc đó mình chỉ kịp thuốc lắm. Oh my mốt rồi kiếm đuối mình về luôn.